Lenovo Legion i530 xứng đáng là laptop gaming tầm trung đáng mua nhất trong năm 2018. Tuy nhiên lại gặp một vấn đề, đó chính là quá nhiệt. Năm nay Lenovo đã mắt phiên bản kế nhiệm của i530 là i540 với một cấu hình mạnh hơn, thì liệu có còn bị quá nhiệt nữa không? Sau đây mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu laptop này. Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn luận về cấu hình. Phiên bản mình đang coi ở đây sử dụng Core i7-9750H với 6x12 luồng Caro ạ rời GTX 1650. Ở những laptop tầm trung, để tránh hiện tượng quá nhiệt, các hãng thường giảm điện năng tiêu thụ của CPU xuống. Còn với chiếc i540 này thì khác. Khi mình stress test cả CPU và GPU thì CPU xung nhịp luôn đạt ở mức 3.8-3.9GHz trên 6x, nhiệt độ loanh quanh ở mức 90 độ, còn với GPU sẽ là loanh quanh mức 70 độ. Hoặc các bạn có thể tự tay giới hạn lại sức mạnh của máy qua phần mềm Lenovo Vantage, chỉ được hiệu năng cao, thấp, xem mắc thông số của máy và rất nhiều cái khác nữa. Caro ạ GTX 1650 đi kèm theo máy sẽ có sức mạnh yếu hơn so với 1060 một chút. Đi kèm với một cấu hình mạnh thì máy được trang bị một ổ SSD NVMe tốc độ đọc khá cao lên đến 1.500MB một giây, 8GB RAM và 1TB HDD. Sau phần cấu hình, hiệu năng, tiếp theo đây sẽ là phần thiết kế. Toàn bộ máy vẫn chỉ được làm từ nhựa, tuy nhiên lại không cho mình bất kỳ một cảm giác ọp ẹp nào. Phần bản lề của máy được thiết kế khá là tốt, các bạn có thể mở ra lên tận 180 độ. Nắp máy được thiết kế khá là đơn giản với logo Legion được đặt ở góc. Ở trên logo này được trang bị thêm cả giải đèn LED, nhưng đèn LED này chỉ là đèn LED đơn sắc, không phải đèn LED RGB. Phần khung bàn phím được thiết kế cũng rất là chắc chắn, không hề có hiện tượng flake ở tất cả các vị trí. Cảm giác gõ phím cũng rất là ổn, khoảng cách giữa các phím hợp lý, hành trình phím sâu, phím độ nảy tốt, phù hợp cho các bạn để gõ văn bản trong thời gian dài. Phần đuôi máy nhô ra đẹp hầu hết các cổng kết nối cần dây dợ nằng nhằng như cổng nguồn, mạng LAN, HDMI, USB Type A, mini DisplayPort, USB Type C. Cạnh phải có một cổng USB Type A, sang bên cạnh trái sẽ thêm một cổng USB Type A nữa và jack audio combo. Theo mình thấy, đây là một thiết kế khá là phù hợp cho những bạn sáng mang máy đi làm, tối mang về sử dụng thêm một cái màn hình rời nữa để tránh được các dây dợ nằng nhằng. Nhân tiện nhắc luôn đến màn hình, mình thấy nó hơi thô một chút, ba cạnh mỏng, cạnh còn lại thì hơi dày. Viền dưới dài để đặt webcam, với webcam đặt dưới thì lúc trò chuyện sẽ hơi dị một chút, nhưng không sao, game thủ không mấy khi dùng webcam đâu. Màn hình có chất lượng khá, vẫn là kích thước 15.6 inch, độ phân giải Full HD IPS, độ phủ màu đạt vào khoảng 64% sRGB, độ sáng tạm ổn với 270 nit, có chống chói, phù hợp với giải trí chơi game, làm việc, chỉnh sửa ảnh đồ họa cơ bản. Loa theo kèm máy cũng có chất lượng rất là tốt, chất âm tách biệt rõ ràng, khi bật max volume thì cũng không có dấu hiệu bị rè. Thêm một điểm mình rất thích trên chiếc laptop này đó chính là phần bàn phím, khung bàn phím chắc chắn, các phím có layout hợp lý, độ nảy tốt, hành trình phím sâu, còn độ ôm cong nhẹ. Mặc dù máy là khá gọn nhưng vẫn được trang bị thêm cụm phím số. Touchpad của máy hơi bé, cảm giác đi không thực sự tốt. Mình khuyên các bạn nên sử dụng một mẫu chuột ngoài thì hơn. Viên pin 53Wh cho thời lượng sử dụng không thực sự ấn tượng. Với các tác vụ bình thường như lướt web, xem phim, soạn thảo văn bản thì sẽ đạt được khoảng 3 tiếng đồng hồ với độ sáng 100%. Nếu các bạn cần mang máy đi học, đi làm thì theo mình nghĩ các bạn nên mang theo cục sạc. Như các bạn có thể thấy ở đây, cục sạc theo máy khá là nhỏ gọn nên việc mang theo mình nghĩ cũng sẽ không gặp nhiều vấn đề gì đâu. Với mức giá gần 26 triệu đồng, theo mình thấy Legion i540 là một sản phẩm đáng lựa chọn nhất trong phân khúc. Các bạn sẽ nhận được một chiếc laptop có chất lượng bui chắc chắn, một khả năng tản nhiệt tốt, một cấu hình mạnh, đi kèm với đó là rất nhiều các chương trình khuyến mãi theo kèm. Các bạn thấy sao về mẫu laptop này? Có cùng suy nghĩ với mình không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận video để chúng mình được biết. Anh ơi, mang em mẫu laptop tiếp theo. Một mẫu laptop Lenovo tầm trung giá rẻ mới à? Cùng chờ em lên video tiếp theo để xem chính xác là mẫu laptop nào nhé.